hướng dẫn đặt vé tàu trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay Mobile trong mục du lịch và vận chuyển cho tính năng đặt vé tàu. Chọn ga khởi hành và ga đến. Tiếp tục chọn ngày khởi hành và số lượng hành khách. Sau đó ấn tìm kiếm chuyến đi. Lựa chọn chuyến tàu bạn mong muốn. Sau đó chọn toa tàu và chọn chỗ ngồi theo ý thích. Nhập đầy đủ thông tin hành khách. Sau đó chọn hoặc nhập mã giảm giá và xác nhận thanh toán. Đặt vé tàu ngập tràn ưu đãi trên VietinBank iPay Mobile.